Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2021 theo hình thức trực tuyến. Trong buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các hoạt động ghi dấu ấn màu áo xanh tình nguyện do Hội Liên hiệp Thanh niên khởi xướng thời gian qua. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 51.000 hội viên sinh hoạt tại 83 cơ sở hội. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Và đáng ghi nhận là chương trình áo xanh tình nguyện đi chợ giúp dân, vận động hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa, siêu thị không đồng, trực chốt, hỗ trợ các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19. Các cấp hội cũng đã triển khai 2 đợt hành trình kết nối yêu thương tại các huyện, tặng 4.000 bộ bảo hộ, hơn 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 400 thùng nước suối, 100 thùng nước ngọt, 300 túi an sinh, 200 phần quà tới người dân khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Nhân ngày thành lập Hội Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Nhật Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã nhận bằng khen giải thưởng 15 tháng 10 năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng tuyên dương 6 gia đình trẻ ấm no hạnh phúc, 7 đội hình thanh niên tình nguyện tiêu biểu, 10 gương thanh niên tôn giáo, dân tộc, sống đẹp, sống có ích.